quá trời quá đất khi loài chuột giỡn mặt với chủ nhà, cất vội sổ đỏ ngay còn kịp. Một chàng trai đã chia sẻ đoạn video được quay trong chính căn nhà của mình với tâm trạng vô cùng sửng sốt. Anh trải lòng đầy cay đắng. Không biết có phải tôi hiền quá nên con chuột này nó cũng khi dễ tôi không? Ủa mọi người ơi, bình thường chuột nó chạy nhẹ, nói khẽ cười duyên, rón rén lắm cơ mà. Sao hôm nay nó dữ dội vậy? Đã ăn trộm cái lon mà còn gây động tĩnh ầm ầm nữa mới chịu cơ. Chưa hết, tới lúc anh chàng mời pháp sư mèo mèo về để trị tội thì nó có chiêu độc đến mức không ai ngờ tới luôn. Ôi trời ơi. Rồi là do Rary thông minh hay quảng thượng quá đần đây nhở? Cư dân mạng thì đặt thuyết âm mưu, có khi chân ông này nặng mùi quá, át luôn cả mùi chú tí nên bạn mèo mới hoang mang như vậy. Quá chuẩn luôn. Một số người thì khuyên anh chàng nên chạy về nhà cất sổ đỏ ngay đi, chứ không là sớm muộn cũng gặp nguy với con Rary này đấy. Các bạn nghĩ sao về cái loài vật đáng sợ này? Chia sẻ cùng Thắng TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.